Nào. Nhưng em phải đẻ trứng em mới ăn được. Màu đệ nó yếu. Có ít nhỉ. Gan dài thế. Quả đít nó ngon mọi người ạ. Mày ăn đít không? Cắn miếng đít vào nhau. Đâu chẳng ăn ăn đít. Nè. À, ngon cực. Ba phê luôn. Ok không? Ok ạ. Wow. Hello. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với mình vừa đi kiếm được cái đùi chuột siêu to khổng lồ. À đâu, anh em mình vừa dùng cỗ máy của Doraemon để phóng một con chuột bé ra thành một con chuột rất là to. Đây là hai quả đùi sau của con chuột. Mình sẽ đi, anh em mình sẽ nướng nó lên và thưởng thức nhé mọi người nhé. Thật ra là dịch giá quá, anh em mình đi chợ mỗi ngày thì được một lần mà đi chợ dịch giá có cái gì cả. Máy thế hôm nay có nửa, không phải nửa mà 1/3 con bê. Thế nên anh em mình quyết định là lôi về ăn dần. Nướng lên xong rồi còn đâu chén xong rồi còn đâu để tủ lạnh để ăn dần nhé mọi người nhé. Bên này thì mình chưa ướp một cái gì cả. Để đây để... Vừa nướng vừa ướp anh nhỉ? Không. Bây giờ sẽ nướng mọi trước, tức là nướng không cho gì, xong rồi đến lúc gần chín xong bắt đầu mới ướp nhá. Cho lên lò đi. Ok đây anh ạ. Đấy, lâu mới có được bò chén lò. Ok. Ok đấy. Giờ là đợi và kia thôi, chờ thôi. Mình sợ nóng quá đấy. Cái này phải cho ra mới ướp được nhé mọi người nhé. Được ướp. Ok đây anh ơi. Có làm miếng bê thì nó cũng khá là nhanh chín đấy. Có làm miếng bê nóng không anh? Bê nóng nè. Bê nóng. Ướp đi, Em ướp nha. Mất là mỡ miếng. Bốc tay mà sát vào. Đấy. Nó rất là mềm nhá mọi người nhá. Đấy, thấy chưa? Thế nên là cũng khá là nhanh chín đấy. Nước ướp này hấp dẫn này à, em thì thơm lắm. Tuyệt vời chưa? Dự là món này sẽ ăn khoảng tầm 3 ngày nhá mọi người nhá. 3 ngày kéo không hết cả nhà ăn đấy. Nào, lật. Nào. Đấy, rồi, đưa vào đây đi. Hấp dẫn là phết đấy. Ui, nó nổ ra này, Sướng nhở, nổ ra đấy. Tuyệt vời chưa? Thịt bê này được cái là nó mềm và ăn nó, nói chung là thịt bò với thịt bê ấy, thì mỗi loại có một cái vị nó khác nhau. Rồi, chập cho nó thấm gia vị. Anh đưa bên kia đi, em đưa bên này ạ. Đũa không cũng chập được nha, nó mềm lắm. Đó, nào lật lại, chọc phần đùi trên. Thịt nó xuống nhỉ? Cái này không biết là thái lát ra cho mồi ăn lẩu ngon không anh nhỉ? Nhìn chụp này. Từ nướng rồi còn lẩu gì nữa. Rồi, ok, nào, nhắc lên. Đó.
À, dự kiến là khoảng tầm 15 đến 20 phút nữa là chén được nha mọi người nhé. Ui, sắp được rồi mọi người ạ. Ây à, đỏ đẹp nhá. Lấy bát, bát dầu đây đi. Mình nghĩ là chín rồi đấy mọi người ạ. Tuyệt vời lắm. Bát dầu ấy. Đây. Kia đi. Đấy, lá cây. Đấy, rác ở kia kìa. Đấy. Quên thêm một tí dầu nóng cho nó ngon nha mọi người nhá. Đấy, tuyệt vời. Nó hâu hâu nhỉ. À, thịt bê thì nó thường hay như thế này nha, nhưng mà thực chất là nó chín rồi chứ không phải đỏ là nó không chín đâu nhá. Cảm giác như hai cái đùi nai ấy nhỉ. Hãy nhìn thịt nó mềm ngon lắm. Ok. Mình cứ tưởng là sắp được ăn rồi. Lúc nãy chưa xẻ nó ra. Cũng lâu chín đấy mọi người ạ, ở trong còn sống nguyên đây này. Đây, thấy chưa? Bây giờ phải xẻ nó ra cơ. Ở ngoài chín nó đẹp rõ ngon rồi thế này. Này. Ôi, nhìn là muốn tợp rồi. Mời mọi người nhá. Nhưng mà vừa chín có tí ở ngoài đầy mặt rồi. Giờ phải xỉa nó ra như thế này. Này, sống nguyên ở trong à. Ở trong sống nguyên nhá. Chắc ở bên này người ta để tủ lạnh mất rồi. Sống nguyên. Nhưng rất là ngon. Mình sẽ khứa nó hết ra đây. Cho nó mau chín. Lật em vào đây ơi. Lật. Ok. Ui. Mới tái à anh? Còn sống nguyên. Thế là bảo 15 phút nữa được ăn. Tính nhầm tí. Tưới nước tương gừng à? Tưới nước cốt à? Okay. Không được, phải đợi đi. Ui xà. Mặt này quá là đẹp, tuyệt vời. Đấy. Mặt dưới không ổn lắm. Ui thơm rồi. Thôi đợi. Ui chà. Lật cho mọi người xem nào. Đấy. Ui. À, hơi cháy một tí. À không cháy đâu. Không cháy đâu. Ngon nha mọi người nha, tuyệt vời đấy. Thơm nha. Xem mặt trên nào. Mặt trên này mới đẹp anh ạ. Mặt trên này nhìn mông mà này bị khô. Ok lắm. Ok đấy. Tuyệt vời không mọi người? Yeah. Chén. Ten. Đấy. Bây giờ sẽ kiểm tra xem cái món bò Dubai của anh em mình thế nào nhá. Bê Dubai. Tuyệt vời đấy em ạ. Ui da. Nóng. Ui cha. Cái đấy ngon nhờ. Ôi, vẫn bốc hơi. Đây. Mời tất cả mọi người nha. Phải làm rồi, xem nào. Cái này nhìn như kiểu thịt à, thịt nai, thịt hoắng gì ấy. Chấm không? Đây là con nai rừng. Mềm không? Mềm không? Đấy, là thế. Ngon đấy ạ. Ui đấy, thấy chưa? Ui thịt nó mềm ăn. Tuyệt vời đấy. Bằng quá. Wow. Mời mọi người nhá. Tuyệt vời. Ok lắm ấy. Nó lại ok hơn cả thịt bò ấy. Nó mềm, nó ngọt lắm anh nhỉ. Tháo à. Ngon mọi người. Tuyệt vời.
À, thịt bê thì thường nó sẽ mềm hơn, nó ngọt hơn. Còn thịt bò nói chung là mỗi thứ nó ngon một vị. Những con bê đực ấy, thường để đến cái tuổi này là người ta sẽ thịt để bán thịt. Còn những con bê cái ở trên mình là gọi là miền đất của bò. Bà Vi còn con bò vàng mà. Thế nên là rất là nhiều những con bê mới lớn là được tức là bê cái thì giữ lại, bê đực thì bỏ. Có những con bê đực gọi là dòng giống tốt hoặc là nhìn nó đẹp ấy, thì sẽ được giữ lại làm giống đấy, gọi là tại mới con đấy được ăn sung mặc sướng lắm đấy. Còn bê cái thì sẽ được để sinh nở tiếp và lấy sữa. Mấy con đấy á, miền đất của cám á, cám nó phải cám vip, cỏ á, cỏ phải có ngon. Bê tương tương. Nhưng mà lại ca này là mà lại ca, nếu mà là bò là không được chọn làm giống đâu. Tại bò là phải con nào to đôi mới được làm giống. Đấy. Giống tốt đâu phải là cứ to. Hàng xóm nhà to mà ca nuôi con bò nhoi. Bò cài nó to dã man, con đấy mà ăn đủ nhiều. Nó ăn bộ cào nó hết giờ. À, mọi người biết tại sao hôm nay anh em mình ăn to này không? Đây sẽ là bữa ăn cuối cùng của anh em. Bữa ăn cuối cùng. Bữa ăn cuối cùng ở nhà này. Đấy, đây sẽ là bữa ăn cuối cùng để anh em mình chuẩn bị đi cách ly nhé mọi người nhé. Anh em mình sẽ đi cách ly ở nơi khá là xa. Không biết là mọi người có thôi buồn lắm. Đi cách ly nhưng mà chỗ cách ly là mình tự chọn đấy. Đó, tức là sẽ đi cách ly ở cách ly picnic. Thật ra là dịch trước thế này làm món ăn nhiều, mọi người cũng hay nói, cứ bảo anh em mình là suốt ngày ăn uống, cả nước thì đang dịch nhưng mà anh em mình làm ẩm thực không làm ăn uống thì làm cái gì. Với lại cũng cảm ơn mọi người đã góp ý, anh em mình sẽ chuyển sang một chủ đề khác, sinh tồn cách ly và những video hài nhé mọi người nhé, sẽ không còn những video ẩm thực như thế này nữa. Những video ẩm thực chắc mọi người cũng xem mãi cũng chán rồi, nhưng mà ngon mà đấy, như thế này nhá, xem thế này nó kìa. Ô đúng rồi đấy, anh nhắc em mình nhớ đấy. Phải làm những bò cuốn cải đấy, nó mới gọi là gia vị. Bê quần lá cải cực kỳ ngon, tại vì da thịt nó mềm là chín hết rồi nhá mọi người nhá. Mình muốn nướng chín hết thế nên là nó hơi cháy ra một tí, còn không á thì nó sẽ đẹp hơn. Này anh này, khúc cuốn rồi nha, già dì lắm đấy. Rau gì? Trời. Ngọt quá. Sắp tới anh em mình sẽ có những dự án gọi là siêu kinh điển. Đi trốn dịch ở một nơi, không phải một nơi hoang dã như hôm trước, tại vì bây giờ không đi đâu xa được, anh em mình chắc có ra đồng nữa. Kiếm được. Nhưng mà ra đồng kiếm đồ ăn hơi bị vui đấy mọi người. Mà để đánh bắt các kiểu, con đàn kiểu, bồ, đảo, các thứ, các kiểu. Phải kiếm được một chỗ như năm ngoái như mình trốn dịch, nhớ không? Ê! Quạt cống này. Em có một chỗ kinh điển. Chỗ gì? Vườn keo. Vườn keo thì mình nhưng mà ở đấy à? nó nhiều đồ ăn lắm, câu các thứ các kiểu luôn. Vườn keo ở đâu? Vườn keo ở núi, trời ơi! Đấy chưa? Đây, pha ra cho mọi người xem quả đùi của anh em mình nhá. Hích chọn. Ui, không cần phải. Nó mềm lắm. Nhiều rồi, chuột đấy. Nhấc lên là rụng ra nhỉ. Thì
thịt nó mềm. Nhất đến chuột là thiệt. Hơi, sao? Thế mà nhiều người sợ con chuột nhỉ? Mời mọi người nhá. Nào, vô. Không được. Không được à? Anh vào để. Anh vô trong tay ạ, em cắn miếng. Nào, vô. Nào. Cắn miếng. Ừ. Ừ. Bề xỉ còn thảm quá rồi. Không biết cắn chỗ nào cho nó hấp dẫn ở đây. Chỗ này, chỗ này. Mày mày lấy lá cải, mày quét quét cho tao ít tương vào đây. Đây này, chỗ này này, chỗ này. Đấy, quét ít tương vào đấy. Nhiều vào gì sột sệt thế nhỉ. Đấy, thôi, ok. Mỏng quá. Ngon thế. Bữa ăn cuối cùng đã mọi người ạ. Tuyệt vời. Tuyệt con nhà bà vời luôn. Anh ơi. Sashimi. Cản nó đấy mà. Một cản. Này, anh ăn trống cơ, không có gì. Ăn trống ăn nhiều à? Thằng quá đấy. Không được trống. Anh lấy cái mới mà xem. Được. Ăn hàng quá đấy. Cấm đi ăn như nào? Ăn sống. Đấy. Ăn là mua đi, mua đi. Trống hết đi này. Không. Lá cải này ăn rất là ngon đấy mọi người, mình thích ăn thống á. Nó kiểu như lá già này. Mù tạt ạ. Lá già này, ăn nhiều. Mày để tao nuốt nốt cái. Ăn nhiều vào. Nó kiểu như mù tạt này, ăn rất là ngon. Sống quá đấy. Vòng vòng vòng. Em mua con dao, em ăn con lá cải đó. Dao làm gì? Em quét tay. Không phải dao. Tuyệt vời, ăn kiểu này ngon hơn. Lai 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 lai. Là ngon. Nào. Nhưng em phải đặt chúng em mới ăn được. Màu đệ nó yếu. Có ít nhỉ. Vàng dài thế. Quả đít nó ngon mọi người ạ. Mày ăn đít không? Cắn miếng đít vào nhau. Đâu chẳng ăn ăn đít. Nè. Ngon cực. Ba phê luôn. Ok không? Ok đây ạ. Wow. Hôm nay ăn uống mà vất vả quá mọi người. Nóng quá. Quên. Đấy. Mà bị uống bia rồi. Đấy. Coi. Coi cho. Coi luôn. Ăn uống toát mồ hôi. Chấm chấm. Chạm chưa? Chạm tương chưa? Chạm rồi. Đây. Đây. Hơi bằng. Có thể trái á. Chỗ nhà của anh răng giả mà tốt vết nhỉ? Chỗ này nó hoạt động nhiều ra, khá là dai mọi người. Cái thịt này là cái thịt dài của nó à, ăn cứ mạc của nó. Tóm lại hôm nay ăn quê anh à. Thế nào ăn uống mà mệt nhờ, tắt mồ hôi. Quên là ngày hôm nay mới là cần có nước. Đúng rồi. Hôm nay nước anh em mình lạnh san hô luôn. Ghế đây thì tắm được ạ? Hay chỉ nước bơm nước lên tắm nhờ. Đáng nhẽ bể bơi của anh em mình hôm nay phải có nước. Nhưng mà nhà đang mất điện. Không bơm nước. Đó. Món ăn hôm nay khá là tuyệt vời. Khô ăn giống bỏ khô. Khá là tuyệt vời nha mọi người nhé. Ở dưới chân này. Những cái